Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2022 quý vị và các bạn nhé. Một chiếc xe siêu lướt quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này là model 2022 nhưng sản xuất là cuối năm 2021 quý vị và các bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản cuối năm 2021 thì Toyota cũng đã thay đổi toàn bộ về giao diện cho chiếc xe Vios này ạ. Đấy, quý bạn thấy được là từ đèn LED này cho đến những đèn gầm này, đèn pha, thay vì cái đèn pha bi xenon thì thay được là bằng 3 đèn LED này quý bạn nhé. Siêu sáng, rất là mới, rất là đẹp, thay đổi toàn bộ rồi. Và kể cả về màu sắc quý bạn nhé, đây là cái màu bạc này là cái mã màu rất là mới của Toyota dành cho chiếc xe Vios 2022 này quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân, đăng ký tháng 12 năm 2021, vừa mới lăn bánh được 5.700 km thôi quý bạn nhé. Rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới và còn nguyên bảo hành tại hãng luôn quý bạn ạ. Bảo hành tại bất kỳ đại lý Toyota nào tại Việt Nam mình quý bạn nhé. Với chiếc xe siêu lướt như chiếc này, còn nguyên chưa một cái vết xước nào cả, đấy, chưa một vết sơn lại, chưa một vết xước. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 580 triệu đồng quý bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này thì bây giờ tiết kiệm được cái tiền đăng ký khoảng gần 100 triệu đấy quý bạn nhé. Đấy, vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios phiên bản G model 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2022 siêu lướt này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G model 2022 này. Mời quý vị và các bạn.